Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, hiện khối lượng cá cấp đông còn lưu giữ trong các kho lạnh tại khu vực chợ đầu mối thủy sản Đà Nẵng còn khoảng 145 tấn để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hải sản cho thành phố và hỗ trợ cho các ngư dân Đà Nẵng đang đánh bắt trên biển chuẩn bị về bờ khi cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối dừng hoạt động, đơn vị đang lập kế hoạch và triển khai các công việc liên quan đến việc tiếp nhận 82 tàu cá Đà Nẵng cập cảng cá Thọ Quang theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các tàu cá của Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, khó có thể cập các cảng cá của tỉnh khác vì xuất bến ở Đà Nẵng, địa phương đang có dịch và một số cảng cá chính ở miền Trung, miền Nam cũng đang dừng hoạt động để tập trung phòng chống COVID-19.